Xin chào thầy anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của MWW. Thì hôm nay Ngọc giới thiệu với anh em mình một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm T-shirt Chemin. Thì như anh em đã biết thì T-shirt Chemin là dòng sản phẩm có thiết kế size mặt lên đến 42mm của nhà sản xuất T-shirt. Đây là một trong chiếc đồng hồ thiết kế dress cách cổ điển của T-shirt nhưng mà lại có size mặt khá là to, rất ít xuất hiện nhé. Thì với anh em nào yêu thích cái thương hiệu đồng hồ T-shirt, tuy nhiên vẫn cái size mặt 38, 39 hoặc là 40mm thì nó đã không phù hợp với chu vi của tay anh em. Thì chiếc đồng hồ ngày hôm nay với size mặt 42 sẽ là chọn rất hoàn hảo cho anh em có chu vi của tay khoảng tầm từ 16cm trở lên. Thì điểm đặc biệt nữa là chiếc đồng hồ này chúng ta thì sẽ có thiết kế bộ máy, em nó đặt chứng nhận Chronometer, một trong những cái chứng nhận rất là cao cấp của đồng hồ thiết sĩ. Thì trước khi đến kỹ hơn với chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong em dành một chút thời gian khoảng 1-2 giây thôi, mình nhấn nút đăng ký kênh phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc đồng hồ nào bên em cung cấp nhé. Không mất thời gian ngày nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc T-shirt Chemin chứng nhận Chronometer trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc T-shirt hôm nay mình sẽ bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp, sổ thẻ, các phụ kiện đi kèm cho anh em. Hàng new mới 100% anh em nhé. Chiếc này thì thông thường cái dòng Chemin thường lúc trước em giới thiệu các bác thì thường sẽ là có thiết kế phần dây được làm từ chất liệu thép không gỉ. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc với dây da. Và anh em nào yêu thích phong cách thư sinh, trẻ trung một chút thì đeo đồng hồ dây da sẽ chọn rất là hoàn hảo cho anh em. Chemin thì phần thiết kế xe mặt của em nó cũng khá là bắt mắt, anh em như thế này, phần mặt được làm màu trắng. Tuy nhiên cái phối màu của em này thì nó sẽ hơi có hiệu ứng gì đó ngả sang ánh màu vàng hồng một chút, rất là đẹp. Dây da này, thân vỏ làm tác không gỉ mạ PD màu vàng hồng, anh em nhé, mạ cái nước mạ cảm giác cái màu sắc rất là đẹp và sáng. Khóa chúng ta có không có bướm chống gập trong cái dây, đáy sau hở máy giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Toàn bộ cái phần thân vỏ chiếc đồng hồ này được mạ màu vàng hồng hết anh em nhé, kể cả mặt trước và mặt sau. Về mã sản phẩm thì với một chiếc đặt chứng nhận Chronometer chúng ta có hai tag, một tag mã của T-shirt và một tag Certified Chronometer đây. Thì về tag mã sản phẩm thì chiếc này chúng ta thì có mã sản phẩm game nó là T099.408.36.038.00. Thì các thông tin cơ bản ở đây thì chúng ta sẽ có được là thân vỏ làm thép không gỉ mạ PVD, mức chống nước 53 tương đương 5m, kính sapphire và được phủ chống lóa nâm relaxing. Đấy cho nên anh em xem giờ chiếc đồng này rất dễ, và đặt bộ máy automatic đặt chứng nhận Chronometer. Đây chúng ta sẽ có một cái tag của Chronometer nữa cho anh em. Đó. Rất là đầy đủ. Ok, thì dòng T-shirt Chemin thì em nói đây là một dòng sản phẩm có thiết kế size mặt to của nhà T-shirt với size mặt lên đến 42mm. Tuy nhiên cái phần độ dài rất là vừa phải, với Chemin nó cũng chỉ độ dài khoảng 10mm thôi anh em nhé. Cho nên ấy, khi mà anh em đeo trên tay với sử dụng thêm cái dòng dây da nữa thì nó mang lại một cảm giác rất là nhẹ nhàng, trẻ trung và năng động. Đấy. Và dây da thì chúng ta cũng, và cái thiết kế màu vàng hồng này nó cũng rất là sang nữa rồi, cho nên là chúng ta đeo dòng sản phẩm này rất là hay đấy. Ok, thì đến kỹ hơn với thiết kế của chiếc Chemin này thì đầu tiên anh em nhìn thấy là phần mặt của em này thì nó sẽ có thiết kế chia làm hai lòng khá là rõ rệt. Lòng bên ngoài cùng thì chúng ta được trải vân guliche, thì anh em có nhìn thấy là các cọc số ở đây này, thì cọc số ở góc 3, 6, 9, 12 thì chúng ta sẽ cọc số là mã, cọc số lại cọc vạch đơn bình thường. Thì cọc số chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ được làm bằng thép không gỉ gắn đổi trên mặt đồng hồ, và thiết kế cái cọc số này sẽ là được làm từ thép không gỉ này mạ PD màu vàng hồng đánh bóng. Đó anh em nhìn thấy cọc số được làm rất là mướt mắt, đẹp, bắt sáng và phản quang tốt. Tiếp theo nữa là phân chia hai lòng mà của đồng hồ, chúng ta sẽ có vành ngăn tua đêm cho phút được làm màu đen ở đây, cũng rất dễ nhìn trên cái nền mặt màu trắng. Là bên trong là vân trơn được trải từ ánh sáng sunburst, để chúng ta có vài thông tin hiển thị của đồng hồ như logo T-shirt 1853 góc 12 giờ. Góc 6 giờ chúng ta dòng chữ Chemin Dash True LED để tên dòng sản phẩm Official Certified Chronometer, là bộ máy chúng ta đặt chứng nhận Chronometer, một trong chứng nhận rất cao cấp của đồng hồ thiết sĩ. Anh em lưu ý là những con đồng hồ Rolex hoặc Omega đời tầm cao nó có chứng nhận cao nhất thì nó cũng chỉ là Chronometer thôi anh em nhé. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày, và cái lịch ngày dưới góc 6 giờ này thì anh em hay gọi lịch lộc. Đấy, nghe tên là thấy lộc lá tràn đầy rồi. Đấy, lịch lộc và tạo nên cảm giác rất là cân đối của đồng hồ. Nếu như mà họ làm ở cái lịch ngày góc 3 giờ này thì cảm giác đồng hồ chúng ta nó sẽ hơi thừa thãi một chi tiết ở góc 3 giờ. Nhưng mà đưa xuống góc 6 giờ thì nó lại cảm giác trở nên đồng hồ khá là cân đối. Ở dưới góc 6 giờ này chúng ta vẫn có chữ Swiss Make quen thuộc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thôi. Một thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. T-shirt là không phải là một dạng vừa của nhà Thụy Sĩ đâu anh em nhá, một trong dòng thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ có độ nhận dạng rất lớn và trên thế giới đấy. Bộ kim chúng ta thì sẽ kim giờ, kim phút được làm dạng kim tiêm. Em hay gọi kiểu kim này là kim tiêm thì không biết các bác gọi là kim gì. Được mạ PD màu vàng hồng. Đó, còn kim dây thanh mảnh trôm mượt mà trên mặt đồng hồ. Kính sapphire khối chống xước được phủ chống lóa, anh em nhìn thấy cái mặt kính trong vắt. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, nhưng góc sáng xem giờ không hề bị lóa và giúp anh em quan sát được trọn vẹn cái vẻ đẹp của mặt đồng hồ bên trong. Đẹp thực sự. Thân vỏ bên ngoài chúng ta sẽ được mạ PD màu vàng hồng với viền kính được đánh bóng này, thân càng để xe đánh phê xước này. Đấy. Anh em nhìn cái phê xước đánh này. Khiếp không? Bật sáng phản quang cứ phải gọi là nét này nè.
Ở bên này chúng ta sẽ núm chỉnh có logo chữ T của nhà sản xuất đây cho anh em. Đó, núm cho anh em chỉnh giờ, chỉnh lịch ngày và lên con tay cho đồng hồ. Về phần thông số kích thước thì anh em đã nói nhá, chiếc này sai mặt là 42mm, độ dài mặt số là khoảng 10. Cho nên là để mà đeo đẹp chiếc này thì anh em nên có chu vi của tay bét nhất cũng phải khoảng tầm từ 16cm trở lên. Còn tay anh em dưới 16 em nghĩ nó đeo rất là to chiếc này. Tại vì chỗ tay của em 15.8 này, các bác có thể thấy này. Đó, cái phần càng nó dài hơn độ động của tay của em. Đó, tay các bác từ 16 cho đến khoảng 17.5cm là chu vi của tay lý tưởng nhất để các bác đeo chiếc này. Trong chemin thì nó không hề kém người đeo, các bác có thể thoải mái đeo được. Riêng về trang phục thì với chiếc của t-shirt nó thiết kế bao giờ nó cũng đi theo cái hướng sang trọng lịch lãm và đậm cái kiểu giống như là văn phòng ấy. Đó, cho nên là chúng ta mặc vest áo sơ mi sẽ chọn hoàn hảo nhất cho anh em khi đeo cùng chiếc của này. Dây chúng ta sẽ bộ dây da và anh em thấy dây da màu nâu sáng màu đẹp và đấy hoàn thiện cực kỳ tốt với dây mắt cá sấu mắt tre. Đó, đẹp thực sự luôn, dây là quá đỉnh. Đó. Khóa chúng ta là cái khóa bướm chống gập chống gãy dây, và khóa này chúng ta sẽ hai tay càng bấm để mở nhá. Khóa sẽ được đánh phê bóng mạ PVD và vàng không. Mạ PVD thì anh em yên tâm rồi, cái nước mạ nó sáng đẹp và độ bền màu rất là hoàn hảo. Mặt sau dây chúng ta sẽ lót màu nâu, bên này chúng ta có logo t-shirt 1853, với size dây là 21-18, độ dài là 115mm ở bên này độ dài là 75. Đáy sau thì vẫn là đáy máy hở và anh em có thể thấy đáy được mạ PVD và vàng không hoàn toàn. Thì trên cái băng thì chúng ta sẽ nhìn thấy bộ máy Hightech Escapement Powertech 80C07.111 của chúng ta thì sẽ có 23 chân kính, tần số động là 21.600 và tích cót là 80 giờ. Bên ngoài chúng ta có thông tin là logo t-shirt 1853, mức trung nước 53 tương đương 5m hoặc là 165 feet, mức trung nước khá tốt. Mã dòng sản phẩm và certified chronometer, kính sapphire và thân vỏ đàm thép không gỉ. Đó, mạ PD và vàng hồng, nó tạo nên cảm giác cái mà đáy máy nó sáng đẹp thực sự luôn anh em nhé. Bộ máy Powertech 80C07.111 này thì là bộ máy đã quá nổi tiếng của thương hiệu t-shirt rồi. Máy vẫn đầy đủ chức năng, từ lên cót tự động, lên cót bằng tay. Anh em tiếng cót tay lên không? Dừng kim dây khi chỉnh giờ, chúng ta mở hai nấc chỉnh giờ, kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ lịch ngày chúng ta sẽ vặn góc 12 giờ bây giờ sáng tối. Lịch ngày nhảy, đây là giờ buổi sáng bắt đầu ngày mới này. Vặn về mức khoảng 4 giờ sáng chẳng hạn. Đóng núm lại, kim dây chúng ta chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày anh em mở núm ra một nấc và vặn ngược chiều kim hồ lên. Anh em chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong, anh em đóng núm lại kiểm tra cẩn thận tránh vừa núm nước vào. Mức trung nước của dòng sản phẩm này là 50m thì có động thường ngày, anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý anh em không mang theo chúng ta đi bơi, tắm nóng lạnh và tắm sông hơi. Về mức giá bán, hiện tại bên em đã có sẵn một chiếc t-shirt Chemin Destroyer đặt chứng nhận chronometer này với mức giá bán chỉ là 11 triệu đồng. Và nếu anh em yêu thích chiếc này có thể nhận hàng với lại MWW qua số điện thoại để phía bên trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đủ hết phía dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện tin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video này của MWW. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.